nè lâu thì phi lần câu salam phi mi wa tại ai ta chị sai ní làm ai pa phong mà sacramento làm ai tom quan nhung phi hàng câu thắc cụ phong vắng là nên nhi nên là phong vắng về đề tài là đông về văn hóa chăm hơn nên là phong vắng bằng khăn yun như này phong vắng là hầu ông lưu quang sang sẽ phong vắng trực tiếp câu quan nhung về câu hỏi đã hầu và dạ dân đi làm câu tại hiện tại đây hiện tại là nên là tôi quay tại ba Sacramento và Mỹ khi này là mai tom bo tại Sacramento bị phỏng vấn hòa nhuận bị bà của cái Mỹ và thâu là cái tật bất chăm bọn văn hóa chăm hiện tại dân đi là nên là hô đầy đủ vì mà lo từ điển chăm hay là tu đồ nước chăm còn chương trình phía khi này là phía phỏng vấn cao như chi tiết hơn ok dân đi từ tại ai bà đồng mơ mơ cuộc phỏng vấn ấy. Kính thưa quý vị và các bạn chăm trên toàn cõi thế giới, hôm nay chúng tôi hân hạnh được phỏng vấn anh Nguyễn Văn Nhuận, là một vị chăm, nhân sĩ chăm cao niên, đã hiểu biết nhiều vấn đề về chăm. Thì trước hết tôi xin anh Nhuận có lời chào đến quý vị chăm trên toàn thế giới. Tôi Nguyễn Văn Nhuận, tôi sinh ở làng Bình Chữ. Sau vài năm học ở trường làng thì tôi được gia đình cho đi học ở Tháp Chàm. Học Tháp Chàm được 2 năm thì tôi được đi học về ở Nha Trang. Một năm ở Econ Phan Xê về Nha Trang. Sau đó thì chúng tôi được hưởng học bổng toàn phần của chính phủ Pháp, nên chúng tôi một số người Chàm được lên Đà Lạt học ở Lycée Jacques, học lớp CGM, tất nhiên là hồi lúc trước là đệ thất. Trong đó có tôi, Nguyễn Văn Nhuận, Nguyễn Văn Tỷ, Miễu Đình Thêm, Bố Xuân Hổ, Tôn Xuân, Lưu Quang Sang, Quảng Đại Thưởng, Lưu Tích Nức. Tôi theo học ở Việt Xe được 7 năm. Thì trong khi tôi học được ở Việt Xe thì tôi cũng cùng làm giám thị để tôi tiếp tục học thêm lấy cử nhân băng chương Pháp ở Đại học Đà Lạt. Được học bổng Pháp thì tôi học từ năm 1953 đến năm 1960. Đậu bằng trung học Pháp. Thì trong khi đó thì tôi vẫn tiếp tục làm giám thị và học ở Đại học Đà Lạt, học về chương trình về văn chương Pháp ở Đại học Đà Lạt. Tôi học Đà Lạt được 2 năm thì tôi đi Sài Gòn. Tôi học 1 năm vì đi Sài Gòn một năm, nhưng mà vì đi Sài Gòn tôi thấy tôi gặp những khó khăn về vấn đề tài chính, tôi trở lại Đà Lạt, tôi làm giám thị và tiếp tục học tiếp ở Đà Lạt để tôi lấy được cái bằng, cái diploma của cái certificat de littérature française, tất nhiên là cái chứng chỉ văn chương Pháp và chứng chỉ băng phạm Pháp. Rồi sau đó thì tôi không còn làm ở Đà Lạt nữa. Năm 1964 tôi về Phan Rang thì tôi ở nhà một thời gian. Tới đến năm 1965 thì tôi đi làm cho một cái xí nghiệp Mỹ ở Tháp Chàm. Trong khi làm ở Tháp Chàm thì tôi làm được 6 tháng thì tôi được chuyển vô làm cho nhà binh Mỹ từ năm 1965 đến năm 1968. Rồi sau năm 68, sau Tết Mậu Thân thì tôi không còn làm cho cái quân đội Mỹ nữa. Tôi về, tôi đi xin việc làm thì tôi được việc làm cho việc cho BGI, tất nhiên là cái hãng bia đó của người Pháp ở Sài Gòn.
làm hãng bia năm 1968 đến năm 1969 thì tôi nghỉ làm ở hãng bia, rồi từ đó rồi tôi đi qua Campuchia. Xin cảm ơn anh. Bây giờ tiếp theo đây đó, thì chúng tôi được biết là khi mà anh còn ở Việt Nam thì anh có những công việc rất là tốt, chẳng hạn như làm thu dịch viên cho Mỹ thì lương cũng cao, anh làm giám đốc cho trung tâm phân phối laser nước ngọt tại trung tâm lớn nhất phân phối cho 6 tỉnh ở tại Đà Nẵng thì cũng là lương bổng rất là cao. Thế ngoài ra anh còn có gia đình, có đông con. Thế thì tại sao vì nguyên nhân nào anh rời bỏ quê hương để sang Campuchia? Xin anh cho biết. Anh và Nhung nào du học ở tại Pháp, và không đó đi là nào tổ tại Malaysia hả? Indonesia. Indonesia, nào hình ảnh này lúc đó tổ trẻ. Tổng thống Indonesia, tổng thống Indonesia, lúc đó Nhung tổ trẻ rất là sang cây. Này tổ sang cây mong lộc cao đấy nè. Rất là khơ. Chụp chung với ông Lê Xuất Sen trong một chuyến công du đi ngoại quốc. Còn cái hình bên kia là cái hình mà bắt tay với Tổng thống Suharto của Indonesia. Thì năm nay anh về thăm anh em ở bên Mỹ, anh có dịp tham dự lễ hội Cà Tê ở đây. Ngoài ra anh có công việc gì khác trong thời gian anh ở đây không? Tôi cũng có cơ duyên là tôi cũng được may mắn là tôi qua bên này thì được đi tham dự hai cái Cà Tê Sacramento và Cà Tê San Jose như tôi nói khi nãy. Thêm vào đó thì tôi có gặp ông Lưu Quang Sang và ông cũng có nhã ý nói thôi bây giờ hai anh em nghĩa là cộng tác lại với nhau để dịch cái văn phạm Trăm Grande de la Lancham của ông Gérard Musset bằng từ tiếng Pháp qua tiếng Việt Nam. Chúng tôi đã hoàn tất cái vấn đề dịch thuật này rồi. Bây giờ thì đang nghĩa là chuẩn bị để được in thành sách. Đây là của Trăm Musset đây hả? Qua Mỹ thì anh em chúng tôi cũng có cộng tác nên làm việc tại nhà là dịch cái quyển Grande de la Lancham, tức là văn phạm ngôn ngữ Chàm, là một cái quyển tài liệu rất là quý hóa đối với tất cả những người nào muốn học từ Chăm. Trong này về ngôn ngữ, về chữ viết, về lịch sử của ngôn ngữ Chăm, tất cả rất là thực tế và thực dụng, cho nên chúng tôi đã cố gắng và hôm nay là rất mừng là chúng tôi đã hoàn tất xong. Hôm nay là chúng tôi đã làm xong thì chuẩn bị về phần in ấn sau này. Chừng nào xong thì quý vị sẽ có. Trong cái quyển từ điển này đó là chúng tôi thấy là rất là thích thú để dịch nó, bởi vì ngay cái bản thân chúng tôi cũng có biết tiếng Chàm nhưng mà chúng tôi cũng học trong này nhiều lắm bởi vì cha dẫn chứng nhiều chuyện lắm, chẳng hạn như từ ca dao tục ngữ, từ những cái văn học Chăm, từ những cái tác phẩm này, tác phẩm khác, tất cả những cái ví dụ mà cha đưa ra đều là trích dịch ở trong những cái tác phẩm có giá trị ấy. Đó, cho nên ở trong này đó, chúng ta vừa học ngôn ngữ mà chúng ta vừa học văn học và văn hóa Chăm luôn. Nó đủ thứ trong này ấy, thành ra cái này nó rất là phong phú mà thực tiễn đó. Cho nên đây là cái cuốn sách gọi là cho học đường đó, để chúng ta học. Nhưng nó không có tranh chấp gì hết, trong này không có vấn đề mà để giải quyết cái gì hết. Còn này cái cha mua xây này, cái tác phẩm này xuất bản năm mấy? Nấy à? Nhiều trẻ không? Hai ngàn. Nhiều trẻ mới. Này, thêm chỗ này là đốt đôi chút nữa. Ngoài xuất bản năm mấy này? Như 2006. Cái này tác phẩm của cha mua xây là xuất bản năm 2006. Vì ngoài ra thì chúng tôi cũng muốn nói thêm thế này, là từ xưa tới bây giờ đó thì chưa có một nhà nghiên cứu nào, kể cả người ngoại quốc và người Chàm, viết về văn phạm Chàm. Chỉ có ông Ermanier
cũng có đề cập tới văn phạm Chàm nhưng mà rất là sơ sài, rất là sơ sài thôi. Còn cái quyển Drame của Chàm Say, văn phạm Chàm Say này là cha đề cập rất là đi sâu vào ngôn ngữ Chàm, cho nên chúng tôi thấy là cái này rất là có giá trị, cho nên chúng tôi mới bỏ hết công sức mà chúng tôi làm trong vòng 4 tháng là xong cái chuyện này. Bây giờ xin hỏi anh, với tư cách là bạn bè, thì năm nay anh cũng đã lớn tuổi rồi, tức là vị cao niên, đúng rồi, cao niên đó, thì anh có điều gì để nuối tiếc không khi trở về nhà? Nuối tiếc thì thật ra đó, thì nói nuối tiếc thì cũng có mà không. Có là như thế này, tại vì hồi khi mình còn trẻ đó, thì mình cũng muốn làm cho thật nhiều. Mình cũng muốn nghĩa là, tất nhiên là cũng muốn là góp phần một phần nào đó cho xã hội của mình. Nhưng mà mình góp không được nhiều thì mình cũng tiếc một chút xíu, cũng hơi tiếc chứ không phải là không có. Rồi ngoài ra anh còn tiếc gì nữa? Tiếc một cái là có một cái nữa là chẳng hạn mình không có làm hết tất cả những cái, làm hết cái khả năng của mình, không làm hết cái kêu là capability hay là ability của mình. Rồi còn cái gì nữa? Còn cái gì nữa chứ? Về học hành thì sao? Về học thì ngày hôm nay thì mình vẫn còn tiếp tục học chứ sao, nhưng mà thì mình chưa có học, nghĩa là kêu là nói là chưa có, nếu mà nó học á thì cái bằng thì nó cũng là một cái tức như là cái chìa khóa để mình đi mà thôi, nhưng mà cái bằng không cũng chưa đủ đâu. Theo tôi nghĩ là cái bằng không cũng chưa đủ đâu. Chẳng hạn mình học kêu là tiến sĩ đi, nhưng mà tiến sĩ mình không có tâm, không có ngay thẳng thì cũng không làm gì, cũng không làm gì được. Tức là anh cũng có tiếc là chưa học đến nơi đến chốn. Đúng vậy. Ok, như vậy thì thôi, bây giờ mình cũng còn, mình tự học thôi. Mình tự học thôi rồi. Okay. Đến đây để kết thúc, thì xin anh có vài lời nhắn nhủ gì với giới trẻ Chăm? Với tất cả bạn trẻ đó, thì tôi chỉ có nhắn có một điều mà thôi. Tất nhiên là mình phải cố gắng học thật giỏi, mà học càng nhiều càng tốt, học cho đến nơi đến chốn, nếu mình có cơ hội mà mình có phương tiện. Thêm nữa là cho dù mình học giỏi bao nhiêu, nhưng mình cũng phải nhớ đến cái nguồn gốc của mình. Mình không quên, mình phải tự hào về cái văn minh của mình, văn hóa của mình, về dân tộc của mình. Nhất là phải gìn giữ ngôn ngữ chữ nhất tiếng nói. Đúng vậy. Chữ viết, tiếng nói. Ok. Thôi như vậy thì cái cuộc phỏng vấn như thế này là đã chấm dứt. Thì xin anh gửi lời chào tất cả bà con Chăm mình trên thế giới đi. Bây giờ đó là tôi cũng có cái cơ duyên là được nói chuyện với tất cả các bạn Chăm ở trên thế giới. Tôi sẽ chúc các bạn nghe là một năm, nghe là an khang thịnh vượng, và chúc tất cả được nhiều may mắn trong sự nghiệp cũng như trong cái cuộc đời của mình. Xin cảm ơn người ông nhận và anh đi ai giao thầu du phi cả mỹ và thật lời chúc các lành cần thầu thì tết nói lặng câu pia thầu du cả pi mỹ và tại sao ai cay may tết prang thọ thì kro cần tunia ni cái chấp kro căng cái tầng prun prang thì prun lọ thì lọ ngã băng trường băng, ngã ngôi trường ngôi, hùng nỗ hùng tả nước cho bạc thang cao phi.